Xin chào mọi người, tôi là Brian, đến từ Community Family Services of Ontario. Trong video này, chúng ta sẽ nói về lợi ích dành cho người cao tuổi tại Canada. Hiện tại, Canada có những chương trình hỗ trợ cấp tỉnh và liên bang dành cho những người lớn tuổi sau khi đã nghỉ hưu. Thứ nhất, chúng ta có chương trình an sinh tuổi già OAS Security. Đây là tiền trợ cấp hàng tháng dành cho những người từ 65 tuổi trở lên. Để thỏa mãn điều kiện cho OAS, người nộp đơn phải là công dân hoặc cư dân hợp pháp tại Canada và sống tại Canada ít nhất 10 năm kể từ khi 18 tuổi. Tiếp theo, chúng ta có phụ cấp thu nhập đảm bảo Guaranteed Income Supplement (GIS). Đây là khoản thanh toán hàng tháng mà bạn có thể nhận được khi bạn từ 65 tuổi trở lên. Khoản bổ sung này dựa trên thu nhập hàng tháng và dành cho những người đang hưởng hưu trí an sinh tuổi già OAS có thu nhập thấp tại Canada. Thứ ba, chúng ta có kế hoạch hưu trí Canada Canada Pension Plan (CPP). Đây là một khoản trợ cấp dành cho công dân đã nghỉ hưu hoặc thường trú dân làm việc tại Canada với điều kiện đã đóng góp cho chương trình thông qua hệ thống thuế thu nhập cá nhân. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ được nhận trợ cấp CPP cho đến hết đời. Công dân có thể nộp đơn cho chương trình này khi bắt đầu nghỉ hưu từ 60 tuổi. Khoản tiền được nhận hàng tháng tương đương với mức đã đóng góp cho chương trình hàng năm. 4. Chúng ta có hệ thống đảm bảo thu nhập hàng năm Guaranteed Annual Income System hoặc GANs. Đây là khoản trợ cấp miễn thuế hàng năm dành cho người lớn tuổi có thu nhập thấp tại tỉnh bang Ontario. Công dân sẽ tự động đủ điều kiện cho khoản trợ cấp này nếu đang nhận OAS hoặc GIS và tổng thu nhập thấp hơn mức thu nhập hàng năm của tỉnh bang. Mức hỗ trợ trung bình hàng tháng trong khoảng từ 2,5 đô cho đến 87 đô theo số liệu thống kê năm 2024. Để biết thêm chi tiết về các khoản hỗ trợ dành cho người cao tuổi cũng như cách đăng ký, vui lòng truy cập website www.ontario.ca hoặc Service Canada hoặc liên hệ với chúng tôi tại Community Family Services of Ontario. Xin cảm ơn.